Ung thư dạ dày khiến người bệnh có cảm giác vô cùng đau đớn, nhưng trong nhiều trường hợp, những cơn đau không phải là dấu hiệu cảnh báo sớm của bệnh. Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết, thực tế giai đoạn sớm của ung thư dạ dày có thể không gây ra triệu chứng gì. Căn bệnh ung thư dạ dày là một trong số những bệnh có tỷ lệ tử vong cao. Tuy nhiên, đây là căn bệnh đường tiêu hóa, có khả năng điều trị khỏi cao nếu như phát hiện sớm. Trên thực tế, các bệnh nhân chỉ phát hiện ra bệnh khi đau và ở giai đoạn muộn. Có không ít bệnh nhân sống thêm mười mấy, 20 năm với sức khỏe ổn định sau điều trị. Cuộc sống của họ đã xóa bỏ bớt những quan niệm nặng nề về căn bệnh ung thư. Thực ra với cái ung thư dạ dày thì cái giai đoạn sớm là các cái triệu chứng nó rất là mờ nhạt. Đấy. À, nhiều khi người ta thỉnh thoảng người ta hơi đầy hơi chút, thỉnh thoảng cứ hơi ở chua thế, và cũng có khi là nhầm đau vùng thượng vị, nhưng nó lại tự hết. Đấy, và cũng có những trường hợp nó không đau gì cả. Người bệnh vẫn ăn uống hoàn toàn bình thường, thỉnh thoảng họ mệt chút nhưng sau đấy là hoàn toàn cái triệu chứng là nó thoáng qua. Đấy. Cho nên thông thường là những cái bệnh lý ung thư dạ dày ở giai đoạn sớm là triệu chứng lâm sàng của nó, để phát hiện bằng các triệu chứng lâm sàng là rất khó khăn. Đấy, đa phần là bệnh nhân đi khám định kỳ, đấy, hoặc là do người này người khác giới thiệu và thôi cẩn thận đi nội soi một lần. Đấy, thì vô tình là phát hiện mới ở cái giai đoạn sớm thôi. Chứ còn với triệu chứng lâm sàng thì để phát hiện được giai đoạn sớm mà nó biểu hiện triệu chứng lâm sàng thì rất khó. Ông Nguyễn Đăng Hùng, 75 tuổi, ở xóm 5, Hành Thiện, Xuân Trường, Nam Định, có một cuộc sống bình yên ở làng quê. Ấy vậy, ai cũng biết đến ông, bởi ông đã sống được 13 năm sau khi phát hiện ra căn bệnh ung thư dạ dày. Ở quê, nơi mà chỉ nhắc đến căn bệnh ung thư, người ta đã chán nản phó mặc cho số phận, thì việc ông sống khỏe như vậy đã tạo nên sự hiếu kỳ cho mọi người. Khi mà tôi nghỉ hưu từ năm 2001, được 3 năm sau thì tôi thấy là có hiện tượng là đau ê ẩm ở khoang ngực. Đấy. Thế thì tôi cũng đi khám bệnh thì người ta nói là nghi là phổi, nhưng mà kiểm tra phổi thì cũng không có vấn đề gì, hay là đau thần kinh yên sườn. Thế thì cũng nghĩ là như vậy, nhưng mà dần dần sau đó thì tôi thấy là nó hơi đau răn ran ở khu thượng vị này một chút. Thế thì tôi cũng không rõ là bệnh gì cả. Bởi vì tôi cảm thấy là cũng vẫn cứ khỏe, ăn uống bình thường cho nên có lẽ không bị gì dạ dày cả. Thế mãi sau này khi mà tôi lên trên bệnh viện ở trên Hà Nội thì tôi khám, thì nội khám chụp dạ dày, đầu tiên là chụp dạ dày, thì các anh phát hiện là có vấn đề ở trong dạ dày. Thế sau đó đi nội soi dạ dày thì mới biết là viêm loét hàng vị. Và khi đó thì bác sĩ nói là tôi phải phẫu thuật thì mới có thể kéo dài thời gian được. Thế là tôi nghĩ là tôi đã bị ung thư. Và lúc đó mới biết là mình bị mắc cái bệnh hiểm nghèo đó. Chứ còn trước đó thì cái tin là mình không bao giờ mắc cái bệnh đó cả, bởi vì trông rất là khỏe. Cách đây 16 năm, quan niệm về bệnh ung thư của người dân còn khá nặng nề. Họ cho rằng ung thư thì chỉ có chết. Cũng như bao người, khi biết mình mắc phải căn bệnh này, ông Hùng cũng khá hoang mang. Tuy nhiên,
Sau khi trấn tĩnh lại, ông nghĩ ung thư thì cũng phải điều trị. Chẳng lẽ cứ ngồi đấy mà đợi chết? Nghĩ là làm, ông và gia đình xuống viện tiến hành điều trị. Thế sau khi mà tôi được bác sĩ Phạm Duy Hiển trực tiếp mổ cho, là phó giáo sư trực tiếp mổ cho điều trị đó. Và sau khi điều trị phẫu thuật và ở trên phòng chữa dạ được trên một tuần lễ, thì tôi đã lành vết thương, lành vết mổ và tôi được chuyển sang khoa hóa do bác sĩ Việt Hương chịu trách nhiệm để cho phác đồ điều trị và trị bệnh. Sau 6 đợt điều trị thì bác sĩ cho ra viện vào tháng 8 năm 2004. Và từ đó đến nay thì tôi vẫn tập luyện hàng ngày, thì tập luyện đều đặn, đi bộ thể dục khoảng độ 3 cho đến 4 cây số. Thế là buổi tối, thế là buổi chiều tối là tập thể dục. Thế còn sáng mai thì là tôi dậy để tưới cây, tưới cối, chăm sóc cây cối vườn tược đây, chăm áo cá, chăm cây rau, để chăm cái vườn gà đẻ, nuôi mấy con gà đẻ. Cũng như bao bệnh nhân ung thư, ông đã phải trải qua 6 đợt chuyển hóa chất. Sau điều trị, sức khỏe của ông suy yếu, gia đình cùng các con ông giúp ông bồi bổ khôi phục lại. Chẳng bao lâu, ông cảm thấy mình khá hơn rất nhiều. Do đó, ông càng phấn khởi tìm hiểu trong dân gian những vị thuốc có lợi cho sức khỏe của mình. Năm nay bác đã 77 tuổi. Tuổi. Đây cái thành phần của nó là có cao xạ đen. Cao xạ đen là cái tỉnh Hòa Bình. Vâng, cái xạ đen ấy. Bác đã dùng bao nhiêu chưa? 9 giờ 3 viên hoặc là chiều 3 viên. Tại thầy giáo chút quà này. Vâng, tặng thầy giáo để mà thầy giáo bồi dưỡng sức khỏe. Vâng, tặng thầy giáo để thầy giáo giúp nhiều việc hữu ích cho đời. Tôi rất là tôn trọng lời dặn của bác sĩ. Tôi tuyệt đối là kiêng kỵ cả những cái thứ thuốc, thuốc lá, rồi rượu, rồi bia, rồi chè cũng không uống, rồi ngay cả những cái nước cay nóng như vậy là cũng không dùng. Hàng ngày thì tôi ăn, cố gắng là ăn những cái thứ dễ tiêu, ăn là nhiều bữa. Cũng không ăn nhiều thức quá đạm, quá nhiều, vì ăn nó khó tiêu hơn và nó hay đầy bụng. Cho nên tôi cũng không kiêng kỵ. Và hàng ngày thì tôi uống nước thì tôi chỉ uống nước lá, ví dụ bông lá đề, ở vườn ấy trồng có, hoặc là cái mướp đắng, tức là khổ qua đấy, thì tôi cũng có uống. Hoặc là tôi uống cả cái... thì giúp lá dây chè leo, gọi là chè leo đấy, cũng uống như vậy. Cũng chẳng có gì khó khăn, thế là ông đã chung sống với căn bệnh mà người ta gọi là án tử suốt 13 năm qua. Bao người quanh ông chẳng bị ung thư mà cũng đã về với tổ tiên. Có lẽ ung thư cũng chưa hẳn là đáng sợ. Trước khi mắc bệnh, ông Hùng là hiệu trưởng trường chuyên Xuân Trường, Giao Thủy, Nam Định. Chính vì vậy, ông là người làm việc rất nghiêm túc. Do đó, trong suốt 13 năm qua, ông tuân thủ một chế độ sinh hoạt lành mạnh, theo đúng lời dặn của bác sĩ. Không chỉ có vậy, ông còn tích cực tìm hiểu những phương pháp có lợi cho sức khỏe của mình. Và những danh sách giáo sư tiến sĩ này là đều được ghi vào trong ghi đá. Như chuyện nó thích thú là mỗi chút chuyện vào trong miền Nam thì suốt ngày. Bị ung thư không có nghĩa là phải nghỉ ngơi hoàn toàn. Hàng ngày, ông Hùng vẫn luyện tập và lao động cho cơ thể dẻo dai. Mảnh vườn với ao cá, vườn cây, chỗ nuôi gà được ông quy hoạch khang trang, khoa học và có tính thẩm mỹ, tạo nên một khoảng không gian thư giãn. Không những thế, ông vẫn tham gia các công tác khuyến học tại địa phương để phát huy truyền thống học hành ở vùng đất hành thiện Khoa Bảng.
Hàng ngày thì nói chung là trong cái cuộc sống thì cũng có nhiều điều mà cũng vui cũng có, buồn cũng có, nhưng mà mình phải xác định rõ là mình đã bị bệnh rồi thì phải cố gắng là phấn đấu để cho giữ gìn được sức khỏe và thực hiện những cái lời mà học sinh tôi đã chúc mừng tôi trong cái thời kỳ là thầy được mừng thọ, là chúc thầy vui khỏe nhiều xuân nữa, tóc bạc sớm chiều phơi phới bay. Và tôi hy vọng rằng cái lời chúc của học sinh và cái tận tâm và chữa chạy của các bác sĩ đã cho tôi có sức khỏe và có cái sức sống mà cho đến nay tôi đã kéo dài được trên chục năm rồi. Tôi đã tin được cái lời bác sĩ như vậy, về thực hiện đúng những cái lời bác sĩ căn dặn về chế độ ăn uống sinh hoạt, và cũng rất là vui vẻ, mình vẫn cứ bình tâm, bởi vì thì thôi thì nếu là số phận như vậy mà không may mình gặp phải như vậy thì mình phải chấp nhận thôi, nhưng mà được ngày nào vẫn cứ vui vẻ ngoài đó, cho nên tôi vẫn là thoải mái vui vẻ đi lại, gặp học trò vẫn cứ vui vẻ và vẫn cứ thấy là cuộc đời vẫn cứ đẹp sao. Ngày nay thì phương tiện chẩn đoán rất là tốt, đây có thể tầm soát toàn bộ cơ thể được, và cái điều kiện kinh tế cũng tốt hơn lên. Đấy, cho khuyến cáo là người bệnh ví dụ những cái triệu chứng xuất hiện là một là cái nhóm nguy cơ cao. Đấy, nhóm nguy cơ cao là có tiền sử viêm dạ dày hoặc là trong gia đình có người bị bệnh ung thư dạ dày. Hai là cái nhóm mà thỉnh thoảng bệnh nhân trên 30, 35 tuổi trở lên. Đấy, tiếp theo là thỉnh thoảng hoặc là có những cái triệu chứng mơ hồ thôi, có thể thỉnh thoảng là ở hơi hoặc là có thể thỉnh thoảng là đau nhẹ vùng thượng vị vẫn nó tự hết. Đấy, hoặc là ăn có thể ấm ích nó hơi khó tiêu, thì những cái triệu chứng thoáng qua như vậy vẫn khuyến cáo là người bệnh nên đến gặp bác sĩ chuyên ngành ung thư chúng tôi để chúng tôi khám đánh giá tổng thể và cần làm những cái xét nghiệm gì, cần gì để sàng lọc cho người bệnh để phát hiện giai đoạn sớm nhất cho người bệnh. Bệnh nhân ung thư dạ dày thì cái điều quan trọng nhất là anh phải phát hiện sớm, và bệnh lý ung thư nói chung chứ không riêng gì bệnh lý về ung thư dạ dày, quan trọng nhất là anh phải phát hiện sớm, vì càng phát hiện sớm thì cái tiên lượng càng tốt và cái chỉ định mổ tiệt căn có thể khỏi. Đấy. Và ngay bây giờ đấy, cái tiến bộ về cái điều trị ung thư dạ dày cũng rất là tiến bộ trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Đấy, với những giai đoạn sớm, giai đoạn 1A hoặc là giai đoạn 0 mà cái ung thư dạ dày tại niêm mạc thôi, hoàn toàn chỉ có bằng nội soi là cắt lớp dưới niêm mạc qua cái niêm mạc thôi, hoàn toàn bảo tồn dạ dày. Đấy, và cũng không cần phải điều trị hóa chất hay gì bổ trợ cả, và theo dõi bệnh nhân thôi. Thế giai đoạn muộn hơn thì mới chỉ định cắt ban phần, và ngay bây giờ các cái thuốc điều trị ung thư dạ dày cũng rất tốt, ngoài các cái hóa chất mà kinh điển rồi thì bây giờ xuất hiện rất nhiều các loại thuốc đích điều trị với cái nhóm bệnh nhân ung thư dạ dày này. Ngoài ra thì đấy, của các cái thuốc hỗ trợ thì hiện nay thị trường cũng nhiều thuốc hỗ trợ trên bệnh nhân, ngay bản thân cái Kiseo này cũng là một trong những cái sản phẩm mà hỗ trợ bệnh nhân ung thư rất là tốt. Anh Trần Văn Tuyến, 41 tuổi, ở Trường Xá, Văn Đức, Gia Lâm, Hà Nội, phát hiện mình bị mắc căn bệnh ung thư dạ dày cách đây 4 năm. Khi phát hiện ra bệnh, khối u đã xâm lấn dạ dày ở trên diện rộng. Và trên thực tế, ở những giai đoạn đầu, gần như không có biểu hiện gì. Đặc biệt, khi bệnh tiến triển nặng, thì những biểu hiện mới rõ rệt. Như tôi đây thì chỉ thấy hiện tượng là đầy và đi ngoài phân đen và chảy máu, không bao giờ thấy đau, không bao giờ thấy đau giận bụng một tí nào, kể cả lúc chảy vẫn không đau. Nếu không dùng cái này nữa là không chạy được. Thực ra bệnh nhân Tuyến là bệnh chồng bệnh, anh đã bị một cái suy thận và đã chạy thận nhân tạo gần chục năm. Đấy, thì vô tình là bệnh nhân lại phát hiện một cái ung thư dạ dày, thì cũng phát hiện được độ 5-6 tháng rồi, cũng cứ lăn tăn là có mổ hay không mổ, vì trên bệnh nhân đã chạy thận nhân tạo thì mổ cũng rất là khó khăn. Đấy, có thể là chảy máu, những cái tai biến nhất định, cho nên các bác sĩ là các hội chẩn là có mổ hay không mổ, nhưng sau đấy vì do cái khối u nó ngày càng to lên và nó xuất hiện, bắt đầu xuất huyết nhiều, cho nên bắt buộc phải mổ, nếu không mổ bệnh nhân có thể tử vong. Đấy, còn mổ thì còn có cơ hội
có thể kéo dài cái cuộc sống của bệnh nhân được. Đấy, cho nên sau khi mổ cắt bán phần khối u, nhưng bệnh nhân này thì sau khi cắt xong đấy, như chị biết là một bệnh nhân chạy thận nhân tạo thì ai dám truyền hóa chất gì đâu, chỉ có cắt khối u và cầm máu thôi. Thì khi đấy thì bệnh nhân đã chọn cái sau không còn khả năng chỉ điều trị hóa chất, cho chúng tôi điều trị bằng cái cho uống cái tin cell, thì cũng mong muốn là bệnh nhân kéo dài được tháng nào hai tháng đấy. Nhưng sau khi mổ xong thì bệnh nhân uống xong lại tiến triển rất là tốt. Đấy, mấy năm nay rồi và hiện tại là bệnh nhân cũng mới đi khám lại, cũng qua bệnh viện Bạch Mai khám tổng thể thì rất là tốt. Miệng nối hoàn toàn tốt, không có thấy thai phát gì, không thấy viêm gì của liên mạc dạ dày cả. Siêu âm, di tiểu bụng hoàn toàn bình thường, các cái xét nghiệm mắc cơ hoàn toàn bình thường. Và bệnh nhân bây giờ là rất là khỏe. Đấy, mặc dù anh vẫn cứ một tuần đã phải chạy thận 2-3 lần ở bệnh viện Đa khoa Đức Giang. Sau khi phẫu thuật cắt 3/4 dạ dày, sức khỏe của anh bị suy kiệt nghiêm trọng và đối diện với nguy cơ bị tử vong. Tuy nhiên, với nghị lực sống của mình, anh đã vượt qua cửa ải của tử thần. Tuy nhiên, với căn bệnh suy thận, anh không thể áp dụng bất cứ liệu trình điều trị nào cho căn bệnh ung thư. Không chỉ có vậy, sức khỏe, cân nặng sụt giảm nghiêm trọng. Hôm ấy cuối cùng là tôi nhớ là nó chảy máu xong là nôn ra máu. Thì bác sĩ ở trên Đức Giang là cho nội soi ngay, bác sĩ bảo bệnh nhân này để cấp cứu sang bên Bạch Mai, còn bên này ở bên Đức này Đức Giang không làm gì được. Thì sang đấy thì bác sĩ gọi là bà giáo sư Hồng ấy, bảo là bệnh nhân này mới tìm hiểu gia đình, bệnh nhân này có hai phương pháp, một là phải cắt, nếu mà không cắt là không tồn tại được, mà cắt thì cũng chỉ lạc quan, chỉ được 40% là được, còn đâu thì 60% chắc không được. Lúc ý thì nó suy sụp, lúc ý thì nó nghĩ là tràn hết cả dịch phổi trong phổi rồi. Nghĩa là đúng cắt hôm hai ngày thứ hai là bắt đầu tràn thì dịch phổi này, nghĩa là không thở được nữa, phải để cho cấp cứu 4 ngày liền, nghĩa là chạy thận 4 ngày liền luôn, trong toàn truyền sữa thôi, nó cũng chẳng ăn được cái gì đâu, xong là cứ truyền nước sữa vào là bắt đầu chạy thận 4 ngày liền, thì bắt đầu người tự nhiên thấy tỉnh dần dần giảm khoảng gần 1 yến. Lúc đấy, lúc mà mổ xong ấy, thường là cứ 54 cân, nhưng thực ra đến lúc hôm mà mổ xong để đi cân để đi chạy thận ấy, là còn có 46 cân. Nhưng thật may mắn, nhờ sự mách bảo của người thân, anh đã tìm đến sản phẩm KinCell, một sản phẩm hỗ trợ điều trị ung thư. Sau khi dùng KinCell, sức khỏe của anh hồi phục rõ rệt. Vì lúc ý là cũng hỏi bác giáo sư ở bên Bạch Mai là thì bây giờ cắt như thế này còn một cái giải pháp thứ hai thì là bây giờ người yếu như này thì đi tia xạ thì có trụ được không, thì bác sĩ cũng chỉ khuyên là thôi lúc này đang yếu không thể tia xạ được. Thì bắt đầu về thì là may là có người đến bảo là có người ta đã uống thuốc này của bác sĩ Long. Năm nay là cũng là năm ý là người ta uống được tới 5 năm rồi. Người ta cũng bị ca, người ta uống được 5 năm rồi. Thế là bắt đầu mới biết tin thì bắt đầu mới gọi xin số điện thoại thì mới gọi sang cho bác ấy, thì bắt đầu mới sang nhà. Lúc ý sang nhà có bác Long yếu lắm, không là đi còn không bước nổi cơ. Thì bác Long bảo thôi cứ uống lấy về 1 tháng uống thử xem tình trạng trong dạ dày như nào, thì uống đúng được khoảng nửa tháng là thấy tiêu hóa tốt, mọi người lại khỏe lên. Đấy. Uống trong vòng đúng hết một lấy 3 tháng đầu, uống đúng hết 3 tháng ấy là cân nặng bình thường lên 53 54 cân. Khám soi dạ dày lại không làm sao. Yếu ổn, việc vết cắt cũng ổn lành. Không có hiện tượng gì, còn sau này thì không biết. Của tôi là cắt đúng đến 17 ngày là tròn 3 năm. Gọi là tròn 3 năm, nếu mà tháng dư là kể cả tháng dư vừa rồi là tròn 3 năm. Mà sức khỏe là tiến hơn trước nhiều, sức khỏe nó cải thiện lên rất nhiều. Mà dạ dày từ ngày đấy không bao giờ đau, mà không bao giờ đầy hơi, không bao giờ đầy bụng.
Khi mà đến với chúng tôi thì anh ấy đi không vững. Đấy, phải hai người dìu, ngay cả các bác sĩ chuyên ngành chúng tôi cũng nghĩ là anh ấy sẽ chắc là cái tiên lượng rất là xấu, có thể là sống dưới một năm. Đấy, nhưng khi điều trị thì anh ấy đáp ứng rất là tốt. Trong vòng một tháng đầu, khi mà bệnh nhân suy kiệt nhiều, một tháng đầu bệnh nhân đã tăng được 5 cân rồi. Đấy, ăn uống rất là tốt, đi lại hoàn toàn bình thường. Đấy, khi đến thì phải hai người dìu, nhưng khi sau một tháng điều trị đã như vậy, điều trị tiếp 2 tháng nữa thì bệnh nhân tăng thêm 5 cân nữa, là tăng 10 cân trong vòng 3 tháng. Và anh ấy ăn uống hoàn toàn là cảm giác bụng là rất là nhẹ nhõm. Da khi đến với chúng tôi là da anh sạm rất là nhiều vì đang cũng trên bệnh nhân suy thận. Nhưng đấy, bây giờ nước da của anh là so với trước là nếu mà nhìn qua thì cũng không nghĩ là bệnh nhân. Thực ra là ung thư dạ dày thì cái ưu tiên hàng đầu là phẫu thuật. Đấy, đến với chúng tôi thì đa phần là bệnh nhân nặng. Đấy, một là sau khi đã phẫu thuật xong truyền hóa chất tái phát trở lại, hoặc là mổ ra không cắt được mà chỉ có nối vị tràng thôi. Đấy, thì đến toàn bộ bệnh nhân đều nặng cả. Đấy, cho nên qua theo dõi thì chúng tôi điều trị cho cái nhóm bệnh nhân giai đoạn muộn như thế. Đấy, hoàn toàn không còn chỉ định, không phẫu thuật được, không có khả năng về truyền hóa chất, hoặc là không còn chỉ định truyền hóa chất nữa. Thì điều trị thì cũng đáp ứng được, một số bệnh nhân đáp ứng rất là tốt. Đấy, các triệu chứng lâm sàng là đều rất giảm. Từ khi phẫu thuật cho đến nay, anh Tuyến đã sống thêm không bệnh được 3 năm. Mặc dù gia cảnh rất khó khăn, căn nhà ngói sập sệch qua 5 tháng và những khoản nợ vẫn còn chưa trả, nhưng anh rất lạc quan, mong muốn có sức khỏe để làm chỗ dựa tinh thần cho các con. Gia đình rất vả, mình vợ làm 6 giờ ruộng nuôi, lúc đấy là hai đứa con nhỏ đi học. Hai đứa toàn đi học tất nên cũng toàn cố gắng hết. Nghĩa được đồng nào thì gọi là chỉ chút và chủ yếu là vào bệnh tật thôi. Còn nếu mà thiếu thì gọi là vay của anh em hay bố mẹ gì đấy. Còn tôi thì vay nhiều. Vay rất nhiều, vay cứ mỗi chỗ vài ba chục thì cũng nhiều. Vay của anh em cứ mỗi người một vài chục. Thì làm gì làm ruộng, có mấy sao ruộng thì làm sao mà con vẫn đi học thì cũng chẳng, con cái vẫn cho học bình thường, không thể cho bỏ được. Mong muốn ước nhất là mình gọi là thôi thì khỏe ngày nào là chỉ có nhìn thấy con cái mà nó thành đạt là được. Còn không nghĩ gì đến bảo là có một cái gì để mình có cái gì khang trang đẹp đẽ gì cả. Mình chỉ muốn là chỉ con cái để trưởng thành thôi. Còn giả lợi thì chắc chắn là con cái nó sẽ, nếu mà nó thành đạt nó chịu khó thì nó cũng phải giả thôi. Còn đúng ra như tôi thì không thể nào mà giả lợi được. Bệnh nhân sau mổ thì suy kiệt lắm, còn da bọc xương. Đây cũng nghĩ là có thể sau mổ có khi bệnh nhân có thể tử vong trong vòng tháng đầu. Đấy, khi đến với tôi thì cũng anh đi cũng không vững. Đấy, và tôi nghĩ là thôi thì bệnh nhân một cái ung thư dạ dày như này, ngay các bác sĩ cắt cũng đã rất khó khăn rồi, giai đoạn muộn rồi, lại trên cái suy thận như này thì thực sự tiên lượng rất xấu, bệnh chồng bệnh. Cho nên nghĩ là thôi điều trị mang tính rồi chăm sóc giảm nhẹ người bệnh được tháng nào hai tháng đấy. Nhưng rất may là bệnh nhân Tuyến này thì này đáp ứng rất là tốt với cái kin xeo. Thế cho sau khi anh uống thì anh nâng cao thể trạng rất là tốt, tăng cân, ăn uống tốt, da như mạc trước là tái nhợt, chỉ còn da bọc xương thì anh tăng tới 7-8 cân. Đấy, da như mạc hoàn toàn, nếu mà nhìn lướt qua ngoài, trên một bệnh nhân chị biết rồi, trên một bệnh nhân đã chạy thận nhân tạo tới 10 năm, hơn 10 năm, không cần phải bệnh lý gì, trông nó đã da hết, nó đã nhợt nhạt. Bởi trên bệnh này ung thư phải dạy, mà nhìn bây giờ là da rẻ của anh còn tốt hơn cả khi mà chưa, chỉ có chạy thận nhân tạo mà chưa bị ung thư dạ dày cắt không. À, cho nên là cái điều trị kin xeo nó đáp ứng rất tốt với bệnh nhân này. Theo thống kê của Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ thì cứ 111 người trưởng thành thì sẽ có một người sẽ bị ung thư dạ dày, và căn bệnh này phổ biến hơn ở nam giới. Ung thư dạ dày thường không phải là bệnh di truyền. Ung thư dạ dày phần lớn là do thói quen và chế độ ăn uống, hoặc do đột biến ADN ngẫu nhiên. Để chẩn đoán giai đoạn sớm,
hãy kiểm tra những dấu hiệu dưới đây. Nôn mửa hoặc đi ngoài dính máu. Dấu hiệu này có thể là triệu chứng của viêm đại tràng, viêm ruột. Nhưng nếu nó là triệu chứng của ung thư dạ dày, máu trong phân của bạn sẽ có màu đỏ hoặc đen, và đó là kết quả của quá trình các enzyme hoạt động. Ngoài ra, khi nôn mửa, bạn sẽ thấy chúng có cấu trúc giống bã cà phê và lẫn máu đỏ tươi. Đó là do thức ăn đã được tiêu hóa một phần. Sự thèm ăn bộc phát. Bạn cảm thấy mình đói và thèm ăn nhiều thứ, nhưng khi vừa ăn bạn đã có cảm giác no và chán ăn một cách nhanh chóng. Các chuyên gia gọi đây là sự trầm cảm sớm và cho biết nó là một trong những triệu chứng cảnh báo sớm của ung thư dạ dày. Tổn thương bên trong gây đau không thường xuyên. Dấu hiệu của đau liên quan đến ung thư dạ dày là nó liên tục và dâm gian. Tuy nhiên, tình trạng này không xảy ra liên tiếp, mà nó có thể xuất hiện trở lại trong 2 tuần sau đó. Ngoài ra, đau do ung thư dạ dày là triệu chứng đau xảy ra ở khoảng giữa bụng. Giảm cân không rõ nguyên nhân. Nhiều căn bệnh bao gồm tiểu đường type 1, bệnh Addison suy tuyến thượng thận, bệnh Crohn viêm ruột có thể dẫn đến giảm cân không rõ nguyên nhân, và ung thư dạ dày cũng là một trong nguyên nhân dẫn đến tình trạng này. Ợ nóng. Theo các nguồn tin từ Trung tâm Ung thư Anderson thuộc Đại học Texas, chứng ợ nóng khó tiêu và các triệu chứng khó chịu ở ruột có thể là dấu hiệu cảnh báo sớm của ung thư dạ dày. Chướng bụng, tiêu chảy và táo bón. Khối ung thư phát triển trong dạ dày có thể làm bạn cảm thấy chướng bụng hoặc gây rối loạn tiêu hóa, xáo trộn nhu động ruột gây tiêu chảy, táo bón. Mặc dù nó có thể là biểu hiện của bệnh khác, nhưng bạn nên cẩn trọng với ung thư dạ dày. Khi xuất hiện các cái triệu chứng như vậy thì bắt buộc là cái chỉ định bắt buộc là phải nội soi. Đó, nếu nội soi không có u mà nó có thể là viêm chợt hoặc là viêm loét thì có thể chúng tôi sẽ điều trị bằng thuốc, và hiện nay cái thuốc điều trị về viêm loét dạ dày cũng rất là tốt. Đấy thì bệnh nhân sẽ nội soi chẩn đoán xem là có nhiễm HPV hay không, kết hợp với các cái thuốc mà hiện trên thị trường hiện nay thì điều trị có thể triệt để được. Vẫn khuyến cáo bệnh nhân là khi xuất hiện đấy là nên đến với bác sĩ và chúng tôi sẽ chỉ định nội soi. Đây là chỉ định bắt buộc của những cái biểu hiện như vậy. Thực ra bệnh lý ung thư mà khi đã xuất hiện triệu chứng là thì bệnh đã giai đoạn tương đối muộn rồi. Đấy, bệnh nó diễn biến âm thầm. Đấy, và triệu chứng nó rất mờ nhạt. Đấy, chính vì vậy là thông thường chúng tôi khuyên với những bệnh nhân mà thỉnh thoảng có cái đau nhẹ ở vùng thượng vị thì nên đi nội soi, hoặc là không có đau nhưng thông thường 1 năm thì hoặc là 2 năm bệnh nhân nên nội soi một lần đấy để kiểm tra. Bởi vì triệu chứng lâm sàng đau là khi đã đau là giai đoạn rất là muộn rồi đó, và ngay kể cả nhiều trường hợp mà giai đoạn muộn rồi đau bệnh nhân cũng không thấy có đâu đấy, cho nên bệnh nó diễn biến các cái triệu chứng lâm sàng nó để dựa vào chẩn đoán lâm sàng các triệu chứng mà đã xuất hiện rồi để mới phát hiện ra thì hoàn toàn là cái phương pháp điều trị là sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Chính vì vậy tôi vẫn khuyến cáo là chúng ta nên khoảng 2 năm lại đi nội soi một lần. Viêm loét đều có thể gây ra những cái triệu chứng như vậy, hoặc là nhiều khi anh sinh hoạt nó quá độ hoặc là ăn uống nó mất cân đối cũng có thể là xuất hiện những cái triệu chứng đấy. Cho nên triệu chứng đấy của nhiều bệnh lý chứ không riêng gì bệnh ung thư dạ dày. Đấy, tuy nhiên nếu mà diễn biến lâm sàng nó trường diễn hoặc là diễn biến thời gian dài thì thông thường đó là một cái bệnh lý là ác tính. Đấy, đặc biệt là với triệu chứng sút cân nữa. Đấy, tuy nhiên về cái chẩn đoán của ung thư dạ dày thì thực ra là về lâm sàng thì có thể nhầm lẫn với nhiều bệnh. Tuy nhiên với hiện nay thì với cái khoa học hiện nay, đặc biệt là khi có nội soi thì chẩn đoán ung thư dạ dày tương đối dễ. Đấy, phương pháp nội soi vẫn là một trong những phương pháp mà chẩn đoán tốt nhất hiện nay. And